Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trà Đá X, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi nhận định thị trường hàng ngày về chứng khoán ngày 25 tháng 4 năm 2022. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nào. Rồi, đầu danh sách thì chúng ta không thể nào mà không kể được đối với một cặp mà chúng ta đang nhìn đây. Đây là anh cả của chúng ta, mang tên là VN Index. Trong những ngày trước thì thị trường đang điều chỉnh, và với loại thị trường này thì nó phải nên điều chỉnh đi, nó phải nên điều chỉnh đi. Hiện tại thì nó sẽ điều chỉnh và nó sẽ gần như là sẽ làm cho thị trường hỗn loạn, và các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, nhà đầu tư nhỏ lẻ thì không chuyên nghiệp, nghiệp dư thì sẽ là người chết trước, và hiện tượng FOMO sẽ là chiếm lấy thị trường và bắt đầu làm cho mọi người là cắt lỗ, là cắt lấy cắt để luôn chứ không phải cắt thường nữa. Nên rất nhiều hiện tượng là spy, và đặc biệt những cái hiện tượng spy nó xuất hiện sau khi thị trường làm một cái vùng hồi nhỏ như thế này này đây. Vì tại đây khi thị trường cắm quá nhiều, bản thân các bạn cũng coi bên Bitcoin cũng tương tự thôi, các bạn thấy cái hiện tượng là khi thị trường cắm xuống 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 nữa xuống nữa xuống nữa, nó xuống đỏ lòm như thế này rồi, chúng ta đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó chỉ cần một hai phiên hồi lại thôi, và thị trường chỉ cần hồi nhẹ thôi thì niềm tin được phục hồi, niềm tin được phục hồi. Đang sợ hãi tột độ mà tự dưng thấy một vài nến xanh, một hai ba nến xanh gì đó, tự dưng cái niềm tin về thị trường giá tăng phục hồi và cho rằng thị trường này chuẩn bị tăng. Thế là các bạn lại tiếp tục, một là mua thêm, hai là cố mà giữ. Đến khi là thị trường bắt đầu hỗn loạn một lần nữa, nó đạp xuống, và tại vị trí này, cái vị trí này chính là cái vị trí mà tạo nên cái phương pháp đánh breakout mà các bạn hay thấy đó. Thị trường sẽ sideways một lần nữa, và khi nó sập thì nó sẽ tạo ra một chuỗi video domino. Nên tại cái vùng này, tại cái màu hồng cuối cùng mà mình vẽ nè, thông thường là hình dạng của nó là spy. Các bạn sẽ xem bên thị trường Bitcoin rất nhiều hiện tượng như thế này, thị trường nào cũng có hiện tượng này nhé. Vì vậy tại đây chiếu theo động lực thị trường thì không hề thấy có dấu hiệu nào của sự hưng phấn đến từ người mua cả. Ở H1 à, không nên xem thị trường H1 nha, các bạn nên xem thị trường M30 thôi. Vì M30 nếu các bạn sử dụng thì nó đồng nhất về cái time factor và cái yếu tố về 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 cái dọc đứng này, cái trục đứng này, về cường độ và thời gian này. Đấy, thì các bạn sẽ xem được cái tương quan của nó thông qua mắt đi được hơn. Còn H1 thì các bạn sẽ không xem được, vì có lúc thì thị trường có 2 tiếng rưỡi, có loại thị trường thì có 2 tiếng. Nên không có đồng nhất. Nên tốt nhất là các bạn chỉ sử dụng M30 hoặc là daily thôi, mình không sử dụng những cái trường hợp khác. Nếu chúng ta dò đáy thì chúng ta mở M30 lên, các bạn thấy có dấu hiệu nào của việc là thị trường đang chỉnh lại của xuống xuống không? Không. Nếu chúng ta tách xuống M15, chúng ta sẽ thấy một cái chưa thấy M15 nữa. Tưởng đâu M15 thấy thì có cái tín hiệu để mà biết được là sắp có một vùng hồi kích thước như thế này. Còn hiện tại M15 chưa có luôn. Hay nói cách khác là ngày hôm sau thị trường mà mở ra thì mình không dám nói xuôi, mình chỉ dám nói cái quan điểm của mình đang nhìn thấy là thị trường sẽ tiếp tục cắm xuống. Đây là hình ảnh về daily. Và các bạn cứ tưởng tượng rằng đây là một phần của vấn đề thôi, đúng chưa? Chưa đâu, đây mới là khởi đầu thôi. Nhìn phần trước đi. Nhìn phần trước này. Nếu thị trường sập tới đây, các bạn có nghĩ là thị trường hồi lại không? Và thị trường vừa hồi được vài phiên, các bạn có nghĩ là từ đây thị trường sẽ bắt đầu lên không? Và cứ như vậy, chúng ta cần phải có dấu hiệu từ mắt đi. Ở đây chưa có sự chững lại, nhưng ở đây có sự chững lại rồi nè. Đấy, vậy thì ngay vị trí này, nếu các bạn xuống khung thời gian thấp hơn, tạm dùng H4 đi nha, tại vì xuống khung thời gian nhỏ nữa thì không quay về quá khứ được quá nhiều, thì các bạn sẽ thấy cái hiện tượng divergence xuất hiện. Vậy thì khi thị trường xuống dưới này, từ đây kết hợp với phân tích cái mảnh cuối cùng này, bạn mới có cơ sở nhỏ nhất, mảy may là nhỏ nhất, để biết xem là cái tốc độ cắm xuống của VN Index nó giảm chưa, phải tới đây. Còn hiện tại thì các bạn đang mới đi ở đoạn đầu thôi. Đấy, mới vào vào đề thôi, chưa tới thân bài đâu. Còn tới đây là kết bài rồi. Nên các bạn đang ở thân cái đầu đầu bài thôi. Nên đừng vội mà phán rằng đây sẽ là đáy của thị trường, đừng có bắt dao rơi. Nên mình khuyên các bạn, nếu bạn nào đã vào lệnh sai nguyên tắc thì các bạn cứ việc xả hàng đi và mong chờ cho nó càng ngày càng xuống thấp, và phải xuống thấp thì chúng ta mới có cơ hội để chúng ta tiếp tục vào. Vậy thì đối với cái kinh nghiệm cá nhân mà để dò đáy mặc dù là cái việc mà mình không ủng hộ nha, mà nếu phải dò đáy thì mình sẽ đưa cho bạn một cái góc nhìn về việc là thị trường
cắm xuống đây, ngồi lại thì loanh quanh khoảng 1.200, mình chưa dám nói tới 1.100, chưa dám nói tới 1.100, 1.200, 1.100. Rồi tiềm năng thì mình vẫn thấy 1.100 nha, nhưng hiện tại thì mình trước mắt là mình sẽ thấy trong một ngày ngày hôm sau nó sẽ cắm xuống tiếp tục. Nếu mà nó cắm xuống tiếp tục thì mình lại sẽ quay lại khẳng định rằng 1.100 là trong tầm tay. Còn nếu ngày hôm sau mà thị trường làm khoảng là một hai phiên, có thể là một ngày luôn, cả ngày đó nó sẽ sideways một vài nến xanh, thì chúng ta sẽ có cái target là thị trường sẽ xuống tới mức 1.200 trước khi thị trường các bạn bàn đến cái việc là nó có hồi hay không, hay thậm chí là nó đến cái việc nó có tăng hay không, nó còn cắm xuống tốt nữa. Vậy thì vô hình chung thì ngày hôm trước chúng ta đã cảnh báo được cái điều này là toàn bộ những cái lệnh mà về trung và dài hạn của chúng ta thì chúng ta sẽ hạn chế, chúng ta không vào và chúng ta chỉ có vào ngắn hạn thôi, vì nếu cùng lắm thì chúng ta sẽ có stop loss rõ ràng để chúng ta thoát khỏi thị trường, chứ chúng ta không có vào lệnh dài hạn. Vậy thì toàn bộ những cái VN30 này cũng sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều. Đầu tiên là Hòa Phát. Hòa Phát thì mình đã thấy được cái cấu trúc này nó xuống như thế này thì không thể nào mà nó từ đây nó dừng, nó di chuyển lên được. Thì các bạn sẽ thấy ít nhất là có một lần nữa có cái kích thước bằng với lại nó và nó di chuyển xuống. Và thông thường là sẽ có một cái vùng hồi ở giữa, sau đó mới bắt đầu xuất hiện cái điều này. Hiện tại thì chúng ta đang mới có một cái vùng hồi đầu tiên của thị trường nằm tại đây, nên mình sẽ lắp vào ở đây, mình đo trước. Nên cái vùng đầu tiên mà mình nhận định Hòa Phát là sẽ tiếp tục rơi và rơi xuống 34.000 là ít nhất, đang nói ít nhất nha. Vì nếu thị trường mà lại tiếp tục làm vùng hồi như thế này thì chúng ta phải dời cái này qua đây, thì nó lại xuống thấp hơn nữa 30.000 nữa. Thì đây là câu chuyện của tương lai, từ từ chúng ta sẽ làm việc này. Vậy thì đối với Hòa Phát hiện tại thì mình thấy thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh sâu hơn nữa và có tiềm năng là xuống 34.000 và không loại trừ là xuống tới 30.000. VPBank thì có tốc độ rớt chậm hơn. Nếu thị trường quay lại vùng đáy này mà retest mà có thể hiện về volume thì mình sẽ cập nhật sau, vì nó có một cái tín hiệu về việc chúng ta có thể mua lên được. Đối với cặp này thì vẫn còn hy vọng và chúng ta có thể mua lên được sau cái đáy này, và chúng ta cần volume để xác nhận là điều này. Rồi cặp này thì mình đã dự đoán đúng về việc thì tuần trước là đây, là mình lấy từ đây nha, mình copy từ cái đầu tiên nè, mình đem xuống dưới này nên thị trường sẽ còn tiếp tục xuống nữa, chưa có hồi đâu, hiện tại mình chưa thấy cái vùng hồi xuất hiện đâu. Thị trường sẽ xuống ít nhất là khoảng 11.500 trước khi chúng ta nghĩ đến cái việc là thị trường có hồi hay không, và sau khi vùng hồi lại tiếp tục thị trường giá xuống nữa. MB là sẽ, đối với MB thì các bạn cẩn thận nhé, vì thị trường này mình thấy cái tỷ lệ là nó sắp rớt giá và rớt không tì vết luôn. Và cái vùng mà mình đọc được là thị trường có thể điều chỉnh sâu hơn và loanh quanh tới vùng 20.000 đồng này trước khi chúng ta bàn đến cái việc là tìm định mua. Thị trường sẽ điều chỉnh rất sâu đối với cặp này. Chứng khoán SSI thì thị trường hồi lại này, mình có vẽ mũi tên từ những ngày hôm trước này. Đây là cái layout về daily look, tức là mình không có can dự về trong những cái hoạt động thường nhật của mình nha. Mình vẽ như thế nào, chẳng hạn như hôm nay mình vẽ cái gì thì những video ngày sau nó sẽ nằm yên ở đây. Nên chúng ta nhận định mà có một vùng hồi, thị trường hồi chưa hồi rồi và thị trường lại tiếp tục cắm xuống mà thôi. Vậy thì riêng đối với cặp này thì trong vòng 1, 2, 3, 4, 5, thị trường này là mình thấy xuống tới tít 30.000 thì mới may ra mới bắt đầu hồi nhẹ được. Nãy giờ 5 cặp thì chưa có cặp nào là có tín hiệu mà chắc chắn về việc tăng cả. Techcombank sẽ điều chỉnh sâu hơn nữa và mình thấy tiềm năng là sẽ quay tới 30.000 này nha. Ít nhất là 32.000 thôi. Đấy, điều chỉnh khá là sâu, toàn bộ thị trường sẽ điều chỉnh sâu. Những cái cấu trúc mà khi chúng ta phân tích độc lập như thế này, thị trường đã có cái tín hiệu về việc điều chỉnh sâu. Và khi đó thì VN Index thì cái việc mà thị trường cắm xuống sâu hơn nữa là cũng dễ hiểu. VRE. Rồi Vincom. Vincom thì ở đây tốc độ nó chững lại xíu nhưng ngày hôm nay thì lại bắt đầu tăng rồi.
Đối với cặp này sẽ hồi lại và sẽ tiếp tục cắm xuống nha, chưa nghĩ đến lệnh mua gì hết. Mình chỉ là chưa đo được cái tiềm năng thị trường có thể xuống tới đâu thôi. Hiện tại thì chúng ta cứ cho xuống tới đây trước. CTG thì xuống bét nhè luôn. Cấu trúc này sẽ rơi tự do xuống loanh quanh tầm 22.000 này trước khi nghĩ đến lệnh mua. FPT, chúng ta đang mong chờ một cái vùng hồi và nếu nó giữ được nhịp thì chúng ta sẽ có một lệnh mua. Hiện tại thị trường đã hồi rồi và với cái biên độ dao động như thế này thì chúng ta cần một vài phiên chỉnh lại để thể hiện rằng người mua đang hứng thú với cái mã này. Cần có điều kiện cần ở đây trước. Phải có điều kiện cần ở đây thì chúng ta mới đọc được xem là lượng người mua có hứng thú với cái mã này không. Nên đối với cái mũi tên mua này chưa nha, điều kiện cần chưa có nên không có điều kiện đủ. Thị trường cần sideways đây, cần vài phiên thì chúng ta có thể mua lên tiếp được. Nên các bạn có thể đưa cái cặp này vào danh sách. Novaland. Novaland thì mình lại đang thấy là thị trường này nó có tiềm năng khi nó quay về retest cái vùng này thì nó sẽ bật lên được. Vậy thì Novaland giữa tâm bão thì đang thấy mỗi cặp này là có tín hiệu về việc mua lên này. Khi thị trường quay lại retest cái vùng này, mình thì tất nhiên là mình luôn luôn là mình dò những cái key level bên trong này rồi. Nó xuống nó sẽ tự tạo ra những cái key level nhỏ. Bạn sẽ tìm thấy được thông qua cái M30. Một cái mẹo nhỏ như thế này nha. Đối với bên chứng khoán này các bạn không thể dùng những cái nến khác được nên các bạn sẽ quay về nến M30. Sau khi các bạn về nến M30 mà các bạn lại muốn sử dụng về MACD thì các bạn sẽ dùng cái này, các bạn lên khung thời gian thì nó sẽ chính xác, các bạn sẽ sử dụng được. Đấy, như thế này thì các bạn sẽ sử dụng được. Thì các bạn sẽ biết được cái động lực thị trường thông qua MACD như thế nào. Hiện tại thì các bạn nhìn MACD nè, nó đang có dấu hiệu về động lực tăng trưởng cho giá xuống. Và hiện tại chúng ta đang nằm ở loanh quanh vùng số 0 này. Nên nếu thị trường mà quay lại test cái vùng này, vẫn còn cơ hội mua lên được đối với Novaland. Đấy, đây là cái phương pháp bên một cái mẹo nhỏ bên mắt đi này. Rồi, Vinhome lại là Vinhome. Vinhome nếu thị trường có hồi thì mình khuyên bạn là nên sắp xếp và kiểu như là kiếm được vài đồng thì kiếm, chứ thị trường sẽ tiếp tục cắm xuống. Thị trường này cắm xuống và ít nhất sẽ có một lần cắm sau khi thị trường hồi. Chẳng hạn như thị trường làm thêm một vùng hồi như thế này. Chẳng hạn nha, thị trường làm một cái vùng hồi. Đây, đây là giả định vùng hồi nha. Không biết vùng hồi nó có kích thước như thế nào. Nhưng nếu nó có kích thước như thế này thì các bạn sẽ lấy cái đuôi của vùng hồi đó cộng với lại cái sóng đầu tiên thì các bạn sẽ ra lần là một lần giá sập nữa. Vậy thì Vinhome vẫn còn điều chỉnh khá là sâu. Nếu thì muốn không sâu thì thị trường phải tăng trưởng như này, thể hiện người buy nhiều thì nó sẽ điều chỉnh cao hơn xíu loanh quanh đây. Đấy, nó khác biệt với nhau ở chỗ là người mua có thể hiện cái quan điểm là họ mua hay không nhờ vào cái vùng hồi này cả. Hiện tại thì mình chưa thấy thị trường hồi lại đâu nên cái này mình lắp ra ngoài. Rồi, vậy thì Vinhome mình thấy là hiện tượng giá sẽ điều chỉnh sâu hơn nữa nha, để tiếp tục xuống tới vùng 50.000 này. ACB. ACB thì đây là một cái vùng giá tiềm năng để chúng ta có thể tìm một lệnh mua. Nhưng đối với cây nến này thể hiện là người bán đang bán tháo đối với cặp này nên hiện tại không mua được. Nếu muốn mua phải tìm hiểu xem là người mua có hứng thú đối với cặp này hay không và thể hiện qua cái quan điểm là chúng ta sẽ thấy vài nến sideways ở đây, cứ bán rồi cứ mua, cứ bán rồi cứ mua, tức là có người mua nhảy vào ở đây. Thì khi đó chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp đánh theo dòng tiền thì chúng ta sẽ vào được ở cặp này. Còn hiện tại là chưa nha, đừng nha, đừng có dò đáy nha. Nguyên một cái nến như thế này thể hiện là người bán đang bán tháo này. Volume mà còn tăng nữa chứ. Có một cái tài liệu định nghĩa là khi xu hướng tăng bạn sẽ mua ở giá rẻ và bạn sẽ bán ở giá đắt, ai nói cũng được hết. Nhưng mà thị trường giá đang tăng trưởng mạnh thì người mua mới sẽ sẵn sàng mua ở giá cao và những cái đáy này được tạo ra. Nên các bạn sẽ chú ý những cái này vì đây cũng chính là cái tên gọi của cái mà chúng ta dùng, key level. Người mua sẽ sẵn sàng mua tại những cái vùng giá cao hơn, sẽ tạo ra những cái đáy key level. Đối với ACB, liệu rằng người mua có sẵn sàng mua tại vùng giá này để
kỳ vọng giá tạo cao hơn không? Thị trường cấm như thế này là hoàn toàn tôi rồi, thị trường cấm như này là tôi rồi. Cao su này xuống tới tít 20.000 nha mọi người. 1 2 3 1 2 3. 22.000, trước mắt là 22.000. Vinamilk thì không ngoài dự đoán là thị trường SPY này không ý nghĩa gì hết, vì động lực giá xuống rất nhiều, chúng ta sẽ đón nhận một lần sóng năm nữa. Đây là một trong những cặp mà các bạn nên cho vào danh sách đầu tư dài hạn ở mọi người nè. Các bạn nên chia cái danh mục cơ cấu cái rổ hàng của chúng ta, để nếu mà dài hạn thì cặp này xứng đáng được đưa vào dài hạn nè, nhưng chưa phải bây giờ. Nếu thị trường quay xuống cái vùng này, và tuyệt vời hơn là thị trường chạm vào cái biên bên ngoài của vùng này, tức là ngày 14 tháng 1 năm 20 14 tháng 11 năm 2023, tức là từ giờ đến cuối năm sau á, thị trường chỉ có hồi như thế này thôi thì càng tốt, thì lúc đó chúng ta sẽ có một lệnh mua cực kỳ dài hạn. Ở đây là giá tốt của thị trường, và hiện tại là ngắn hạn nó sẽ cứ xuống xuống dần đều, xuống dần đều, xuống dần đều. Toàn bộ cái chỉ báo và động lực đều thể hiện được là giá đang xuống nhé. HTP sẽ điều chỉnh sâu hơn. HTP sẽ điều chỉnh sâu hơn, và cái mức sâu tiếp theo mà mình dùng được là nó sẽ điều chỉnh tới dưới 20.000 này, hoặc là ngay tại mốc 20.000 này thì chúng ta mới nghĩ đến cái việc là mua lên. Bảo Việt thì chúng ta đang mong chờ một cái vùng hồi ở đây để chúng ta mua. Hồi nãy có một cái cặp tương tự là FPT nha. FPT nè, cần phải thể hiện được cái quan điểm là người mua thích cái cặp này, vẫn còn đặt kỳ vọng ở đây, thì nó sẽ sao quay ra và chúng ta mua lên được. Và HDB này cũng tương tự như vậy. Không, cái Bảo Việt này cũng tương tự như vậy. Hiện tại thì có một cái nến rất là mạnh rồi nha. Đừng có mua vội nha. Nếu thị trường mà sao quay ở đây thì hãy nghĩ đến việc mua. Còn không thì nó sẽ tiếp tục cắm xuống, cắm xuống, cắm xuống tiếp. Lần cắm này về cấu trúc thì nó đang thể hiện lực ở đây rất yếu và hoàn toàn có thể xuống được 42.500 này. 42.500. TP Bank. Đối với ngân hàng Tiên Phong, thị trường có một ít người mua ở đây, nên trong một vài phiên tiếp theo thị trường sẽ hồi lại. Và nếu hồi thì chúng ta có ít nhất một lần là giá phá đáy nữa. Ông này lại hồi không quá sâu. Ông chờ thị trường về 31.000 này thôi. Mình lại thấy thích cặp này. Nếu có một nến tăng trưởng về volume khá lớn như thế này thì mình sẽ vào lệnh và mình sẽ stop loss ngay dưới cái vùng đáy này. Mình đang thấy có người mua có hứng thú với cái việc này nha. Một lần này, hai lần này, để xem thị trường đã tiếp cận vùng này rồi, và coi lần thứ ba có bật lên được hay không. Nếu bật lên được thì đây là một cặp tốt mà mình sẽ vào lệnh. Ở cặp này thì tương tự như FPT nha, chúng ta cần phải có thị trường sideways, giống như cái cách mà cái con BDR này mà mình vừa nói nè, nó cần phải có sideways, nó thể hiện được là có người mua đẩy lên, người bán đẩy xuống, người mua đẩy lên, có người mua đã, thì khi đó chúng ta nhận diện thông qua volume thì chúng ta nhảy vào thị trường. Còn nếu mà thị trường cứ đổ dốc theo kiểu như này, rơi tự do thì chúng ta không dò đáy nha. Rồi cặp này còn xuống nha, xuống chán nha. Cặp này xuống tới tầm chắc ở đây 32.000. BLX thì thôi, xuống xuống không lối thoát luôn ấy. Mấy ngày sau, nằm tháng sau thôi thì mình sẽ nhận định thị trường nó xuống tới tầm 24.000 luôn. Nó còn chia hai lần nữa. Vietcombank đây nè, đây là một trong những cái cặp mà thị trường nó vừa hoàn thành xong một cái lần điều chỉnh năm sóng, và có sự hứng thú đến từ người mua. Nếu các bạn thấy thị trường dao động như thế này
thì khi có nến xanh volume lớn thì các bạn lại tiếp tục mua lên đối với Vietcombank được. Và bên cạnh đó các bạn chỉ đánh theo cái dạng là lướt và stop loss ngay bên dưới cái vùng đó thôi, không có giữ xa. Những cái lý do từ việc là VN Index điều chỉnh sẽ khá là mạnh rồi nha, vậy không đánh trung hạn và dài hạn gì cả, tất cả là ngắn hạn đối với cặp này. Cặp này các bạn đưa vào danh sách được nha. KDH này sẽ là xuống sâu thêm rồi, không có hiện tượng người mua hứng thú gì với cặp này. Thị trường sẽ điều chỉnh sâu hơn, ít nhất là về 40.000 trước. VNG đang rơi tự do và với cái đà mất đi như thế này. À, mất đi chững lại đoạn cuối 123 123. Rồi, cái cặp này thì mọi người bỏ qua cho đến khi nào thị trường làm giống y xì như thế này thì chúng ta mới trade được. Còn không thì toàn bộ được định nghĩa là bắt giao rơi hết. Thị trường cần hồi, cần xuống thì mới bắt được. Vậy đối với cặp này sẽ điều chỉnh sâu hơn, mình chưa thấy được bất kỳ những cái điểm mà thị trường có thể dừng lại 1 2 3. Trước mắt là thấy thị trường về tới dưới 100.000 đã. Masan thì một trong những cặp tốt này. Sau khi thị trường tiếp cận vùng này, nhớ quan sát cái cách mà thị trường phản ứng với vùng này, liệu rằng người mua có hứng thú với cái vùng này hay không. Và nếu có thì các bạn cứ cơ cấu lại danh mục, và đây là một cặp tốt để chúng ta có thể mua lên trong cái lần VN Index đang điều chỉnh rất sâu như thế này. Gas thì chưa có rõ ràng. Cặp này chờ thêm một hai ngày nữa nha. PIC có một cái nến đóng dưới cái vùng này, thể hiện người bán tháo ra khỏi vùng này, không có tín hiệu về việc người mua retest lại vùng này một lần nữa. Chúng ta không vào và chúng ta chuẩn bị đón nhận cái lần thị trường điều chỉnh, sau đó thị trường sẽ xuống sâu hơn, loanh quanh vùng 120.000 này trước khi nghĩ đến cái việc mua. SAB bia rượu thuốc lá. Ở đây là một cái vùng mà mình đoán là thị trường cần có cái phản ứng của họ đối với cái vùng này nha, không phải là xuống tới đây là bật lên nha. Chúng ta cần phải xem người mua có hứng thú cái vùng này không. Nếu không thì thị trường sẽ điều chỉnh khá là sâu đó, còn sâu 1 2 3 4. Mình sâu ở đây, ý mình nói là nó có tiềm năng di chuyển xuống tới 70 mấy 80 nghìn đấy. Tiếp dưới này này, chứ không phải là tầm loanh quanh đây đây đâu. Nó sẽ tạo thêm một cái đáy lớn nhất. Cùng xem thị trường phản ứng như thế nào tới cái vùng này trước đã. Rồi, một số cặp mà mình sẽ review cho các bạn. BSR hả? Cặp này sẽ tiếp tục rơi tự do, nếu thị trường có hồi thì nó cũng sẽ tiếp tục rơi tự do cho đến 16.000 là ít nhất. 17.000 là ít nhất, 17.000. Chưa có tín hiệu mua từ cặp này, chỉ có tín hiệu xả hàng mà thôi. Đây là ít nhất nha, 17.000 nha. HAG thị trường đang cắm xuống, mình chưa thấy người mua nhảy vào. Chưa thấy người mua nhảy vào. Đây là một cặp có thể đánh tốt nhưng mà chưa đúng thời điểm. Thị trường có thể điều chỉnh sâu hơn, các bạn sẽ có một cái điểm vào tốt hơn. Chuyển kế hoạch xuống là sell ở quên buy dưới thấp hơn nha. Thị trường dù có hồi nó cũng sẽ tiếp tục cắm xuống. Đây là do cái biên độ nến nó thể hiện, chứ không phải là mình có một cái công thức chung cho toàn bộ đâu. Đây là toàn bộ những cái biên độ nến nó thể hiện. Mình nhìn quen rồi, mình nhìn nhanh nên nhìn như thế. Biên độ nến thể hiện cái việc là chúng ta cần hồi và sẽ cắm xuống sâu, và tầm loanh quanh là 7.500. 7.500, ít nhất là 7.500. Chưa có điểm entry đâu, còn hồi rất là sâu. Bên cạnh đó có một vài bạn đang view Vũ Tuấn Phương này. PSR rồi đúng không? PVS. Cặp này sẽ cắm xuống, để coi daily 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Cặp này điều chỉnh sâu nha. Cặp này điều chỉnh hơi bị sâu luôn á. Cặp này phá đỉnh vừa rồi, phá rồi luôn. Nếu mà phá đỉnh rồi thì hơi nguy hiểm vì mình lại không đo lường được cái vùng nào sẽ là vùng giữ giá. Nên toàn bộ cái vùng như thế này đều có khả năng cắm xuống hết.
Để kết luận cho cặp này thì mình không biết là giá có thể điều chỉnh tới mức nào nha, nhưng mình kết luận là ít nhất nó phải điều chỉnh tới vùng 18 nếu bạn có ý định mua. Và nếu người mua có nhảy vào từ vùng 18 trở lên thì mình sẽ nghĩ đến việc là mua. Thị trường còn điều chỉnh nữa đối với vùng này, ít nhất là tới 18. Toàn bộ là điều chỉnh hết. Hoa sen. Hoa sen 1,3,3. Hoa sen hiện tại biên độ nến tương đối lớn, 1, 2, 3. Dù thị trường có hồi thì nó cũng sẽ tiếp tục sập và điều chỉnh xuống tới khoảng 23.000, 24.000, 24.000. 1, 2, 3, 24.000. Đây là ít nhất nha. Chưa thấy điểm dừng của hoa sen. PID thì nãy hình như nói rồi mà. Đây, nãy cái này nói rồi nha. Nãy mình nói rồi cái này. Rồi, còn cặp nào nữa? Những ngày hôm trước chúng ta nhận định là thị trường sẽ xuống, và hôm nay thì mình củng cố quan điểm này hơn thông qua việc là nhận định nó xuống còn nhiều nữa chứ chưa dừng lại. Nếu thị trường mà hồi lại thì cái target tiếp theo của nó là sẽ cắm sâu. Nếu thị trường hồi lại nha, nhớ kỹ cái đoạn đầu là nhớ thị trường, nếu thị trường hồi lại, còn thị trường mà cứ xuống xuống như này là bó tay luôn, không biết được cái điểm nào là điểm dừng đâu. Nếu mà thị trường có hồi lại thể hiện một ít người mua đang hứng thú thì nó sẽ giảm tốc độ và nó dừng tại đây và người mua sẽ nhảy vào. Sau đó nếu mà người mua không đủ thì nó lại cắm tiếp xuống tiếp, thì chúng ta sẽ nhìn nhận trong tương lai thông qua hình dạng của cái lần lên. Vậy thì lần xuống này, hình dạng của nó được quyết định bởi cái lần lên này. Và lần lên này còn chưa có nữa nên mình sẽ không vội nói cái điều này. Trước mắt là nhận định cái mảnh đầu tiên của thị trường là mảnh này. Và mảnh này thì cái việc xuống này muốn đo lường được nó tới đâu thì lại phải dựa vào cái việc lên này. Và nếu nó không có hồi một hai phiên nào hết mà nó cứ cắm xuống như này thì mình không đo được điểm dừng nha. Vậy thì cặp này nếu thị trường có hồi thì thấy là ít nhất nó phải di chuyển xuống tới vùng 19.000. Cao su rồi, cao su nãy trong danh sách này rồi. Sản xuất nhập khẩu xây dựng. Nhận định sao đây? Cặp này biết nhận định sao đây? Phân tích kỹ thuật là ngoài tầm hiểu biết của mình rồi. Cặp này phân tích kỹ thuật là ngoài tầm hiểu biết của mình rồi, mình chịu nha. Cái này bạn phải sử dụng phân tích cơ bản. Rồi, còn cặp nào nữa không? Nếu không thì chúng ta sẽ dừng cái nhận định của chúng ta ngày hôm nay và chúng ta chuyển sang trả lời câu hỏi. Ok, vậy thì video ngày hôm nay của chúng ta tới đây tạm thời là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở chuyên mục kỳ sau vào ngày mai. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi.